Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 4 trong 5 khu đất vàng ở quận Trung Tâm được chính quyền thành phố chấp thuận cho sử dụng một phần diện tích xây tạm nhà vệ sinh đã được đưa vào hoạt động. 5 khu đất trống được sử dụng xây nhà vệ sinh gồm khu mở rộng khách sạn Majestic ở số 246 Nguyễn Huệ, số 812 Lê Duẩn, số 8 Nguyễn Trung Trực, số 246 Hai Bà Trưng và thường xá Task 135 Nguyễn Huệ trong đó ngoại trừ khu đất dự án mở rộng khách sạn Majestic ở số 246 Nguyễn Huệ, 4 khu đất còn lại đều đã lắp đặt nhà vệ sinh công cộng hiện các nhà vệ sinh này đã chính thức đi vào hoạt động theo đó các nhà vệ sinh được triển khai theo hình thức xã hội hóa mỗi nhà vệ sinh được xây dựng trên khoảng đất rộng chừng 8m vuông thiết kế gồm nhà vệ sinh kết hợp quầy bán hàng hoặc cho thuê để kinh doanh nguồn thu từ những hoạt động này sẽ duy trì kinh phí hoạt động cho nhà vệ sinh công cộng Trước đó, quận 1 cũng đã vận động hơn 100 hàng quán tại 10 phường hỗ trợ người dân dùng nhà vệ sinh miễn phí.